gắn ga chiên nhong nước mắm người Việt Nam ơi. Một ký gắn ga, hai muỗng nước mắm. Mà xa vô cho này thấm lên 2 tiếng. 2 tiếng vô lên, một chén bột bắp vào vô. Đâu nắm rồi, hạ vô 8-10 phút. Cần ga mình ra đi. Nước mắm, bột tỏi băm ra. Một muỗng dầu, 3 muỗng đường vào vô. Đường mình đang rang rồi á. Được không? Soda dừa, 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng tỏi vô, 2 muỗng ớt tái vô. Gắn ga mình vào vô, xào lên. Quá đã, nhấu nghe. Ngon nhất nách luôn bạn. Cần cơm thôi. Ăn món này với cơm là quả đặc biệt luôn bạn. Chắc cay xỉ đấy nha. Hey.